Another day, another fall. Ăn rất là lớn hơn. Nhất lúc mà mình giảm cân thành công á, là không hề có một cái event hoặc cái sự kiện gì để quay vlog hết. Cho nên lần nào lên phim cũng bị mập. Và tại vì lúc mình ốm thì mình không có được quay. Còn lúc mà mình mập thì cũng làm cái chuyện như làm. Câu chuyện là vậy. Lý do của vlog ngày hôm nay là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ khác dành cho một bà chị khác. Chuẩn bối của này. Lâu cho anh. Làm lâu năm nhất, kinh nghiệm dày dặn nhất về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Mình đang nói cái chuyện nhạy cảm em, tế nhạy chút. Trời, gái ngứa. Cho nên là mình quyết định là làm một buổi tiệc sinh nhật đã được plan cách đây mấy tháng. Plan, đó hả? Là chị đang đi làm. Thì dự kiến là chị sẽ về nhà, chị tan làm lúc 2 giờ, bây giờ là 1:26. Thì bây giờ chúng ta sẽ oanh tạc ra nhà của chị đó trước, để mình đột kích vô đó thì sẽ có người mở cửa ra để mình dàn xếp bài binh bố trận. Chồng chị ấy. Đừng too much information em, bớt rồi. Ok, không á, cần biết cái chuyện đó. Mình tập trung vào cái business của mình đi, mình đừng có nhận mặt người ta nữa nè. Ok ha, quà đã chuẩn bị xong, hành trang đã chuẩn bị xong. Mình sẽ tặng quà đặc kích bất ngờ, mình sẽ bài binh bố trận để mình sẽ cho dĩa amazing birthday ever. Một cái unexpected birthday. Yeah, okay. That's my shit, that's my wave. Do like that and I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do like that and I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that. Ok, vậy là đã đến nơi rồi, bây giờ mình phải set up camera. Món quà nằm dưới cây thông kia sẽ có phần làm đánh lạc hướng để bạn đó không để ý tới camera. Và tụi mình đang núp ở đằng sau những bức tường. Đang canh đối tượng gì nè. Có một con bé nó đang attack ngoài sau lưng của cái thùng rác. Nó sẽ núp ở đây. Có một cái camera ở bên kia. À, cái điện thoại. Không thấy gì hết trơn. Đây là xe của tôi, hy vọng là nó đừng lấy xe của tôi. 2:37. And then the two fish, so cute. Let me take a selfie. Nhưng không may trong lúc chờ đợi thì video ở góc máy này đã ngừng hoạt động. Để giải thích một số lý do tại sao khúc này là để nhạc Giáng sinh là tại vì tất cả những người mà có sinh nhật vào tháng 12 thì cũng giống như là được celebrate cấp 2 lần vậy đó. Thì vừa celebrate sinh nhật của mình và vừa celebrate luôn Christmas luôn. Ok, so bây giờ là khúc mở quà, đó là thơ ha. Vậy thôi, không cần phải đọc đâu. Cho là những món quà tiếp theo thì tất cả đều là màu hồng và đi theo tông màu của con heo đó. Tại vì gia đình nhà bạn Trinh thì rất là thích heo, cho nên là mình cố gắng tìm tất cả mọi thứ màu heo. Và rất tiếc là không phải lúc nào cũng tìm được những thứ màu hình con heo, cho nên là mình phải tìm tất cả những thứ màu hồng instead. Mình bỏ tất cả mọi thứ lại với nhau. Và một cái tip để tặng quà cho người khác mà gây đến những cái sự thú vị và vui vẻ đó chính là bỏ thật là nhiều cái mút vô. Để khi người ta vừa lấy quà mình ra vừa đau khổ vừa phải lột những cái mút ra khỏi cái quà đó. Và cái thứ hai là bài cái nhà cũng rất là nhiều, cho nên là yeah, ta phải muốn nhận quà là dễ đâu hả. Hello. Yeah. Đây là một khách mời đó. Ok, bắt đầu thôi nè. Từ sau khi đại dịch Covid thì tất cả mọi người đều hình thành một thói quen rất là tốt, đó chính là rửa tay diệt khuẩn trước khi làm bất cứ một cái việc gì thì mình cũng thực hiện luôn để cho nó chuyên nghiệp đấy mà. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với eyebrow.
gần hết trả. Cho em gần chinh thêm chứ không nữa. Chì vẽ trên màu như trong hình là chì vẽ được dùng cho bạn trên, nhưng mà mình nghĩ là người ta sẽ không sản xuất chì vẽ này nữa rồi, tại vì mình mua cách đây cũng nửa thập kỷ rồi, từ lúc mình người chưa biết mất cấp là gì. Nhiều người nói là không nên dùng mỹ phẩm sau 1 tới 2 năm từ lúc mở nắp, nhưng mà mình nghĩ thì chỉ là chì chì thôi mà. Và bây giờ mình vẽ bên còn lại nha, ráng cho đều quá nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Trên nó đường quá, nó xuống núi rồi. Rồi, có cách để cứu giãn. Ơ trời ơi, vậy là phải cứu giãn hả? Ôm. Sao vậy Trinh? Sao kỳ vậy? Sao vậy? Hả, có gì đó không đúng hả Trinh? Không, chứ thật ra không thấy rõ rồi lắm. Trinh đâu có ai muốn kiếm rồi. Phán. Which is good. Isn't it? Kỳ không này? Một bên thì nó dài ra xíu rồi nó mới lên rồi nó xuống. Một bên thì nó ngắn rồi nó lên nó xuống, đúng không? Nó sao bên này bị thiếu ánh sáng. Để che giấu đi những lỗi lầm và để lấp liếm cho cái sự không biết phải sợ chân mày thì cách lấp liếm khi này dùng một cây mascara để đồ lên vậy đó. Chải 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 hết đi. Wow. Nó chọn đi. Đi nó hợp chết lại. Xài cái mới. Chọn cỏ mắt thế nào, thật ra chỉ xài có một cây nhưng mà thích dắt nguyên hàng nhìn cho nó đẹp vậy đó. Đây là một hộp màu mắt rất là mới của Maybelline. Lúc mà mình vừa mới nhìn thấy nó là mình quyết định là mình phải mua nó ngay lập tức, tại vì nhìn nó quá dễ thương đi. Những cái hỗn hợp màu này rất là đẹp, rất là cái tông hồng hồng cam cam nâu nâu đó. Tại vì nó rất là rẻ nữa, tại vì Maybelline cũng đang sản xuất những món rất là phù hợp túi tiền nha mấy bạn. Công thức đánh phấn mắt của tôi rất là đơn giản, tại vì không phải chuyên nghiệp cho nên làm sao cho có màu là được rồi. Đầu tiên chúng tôi sẽ chọn một màu mắt yêu thích nhất để đánh cho nguyên phần mí mắt, và cuối cùng nhấn mạnh nó đuôi bằng một màu đậm hơn. Màu nhũ ở giữa mí mắt sẽ thể hiện tông màu chính của mắt, và cuối cùng finish bằng highlighter ở hai bên đầu mắt để nhìn cho nó lim 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 lim. Eyeliner, eyeliner để hạn chế những cái lỗi lầm và sự co quẹt, đó chính là sẽ dùng một cái màu nâu đậm thì còn đậm, sau đó sẽ dùng một cái cọ tiếp nhỏ để vẽ eyeliner sương sương thôi, chơi chơi chứ có màu vậy thôi chứ không quan trọng lắm đâu nè. Lại là một bán màu mà chắc người ta dùng để đánh mắt, nhưng không sao, mình thích thì mình dùng thôi, thì mình đánh cho cái mũi nó cao lên đi nè. Dùng một màu nâu nâu xám xám quẹt hai bên sườn đồi cho có độ gió, dùng một màu sáng hơn phủ lên đỉnh núi cho giống như có tuyết rơi vậy đó. Mấy bạn thấy giống núi Phú Sĩ chưa? Đánh cho đỏ hồng như hai quả đào mọng nữa. Biết sao không, hot trend bây giờ là eager, cho nên eager thì phải đánh luôn cái mũi cho nó đỏ lét luôn á. Tranh thủ tap tap lên vài cái thì đỡ nhạt nhòa. We use the same cỏ nha mấy bạn. Highlighter là để cho cái gương mặt mình nó có chiều cao. Chỗ nào muốn nó cao lên thì nó sẽ bỏ highlighter lên. Cao lên trên bầu trời ơi, lên đây luôn. Sau cái sự thất bại cũng chưa mấy là thảm hại của màu mắt thì chúng ta có thể sửa chữa bằng cách gắn lông mi lên. Gắn một chiếc lông mi thật to hoặc dày để che đi tội lỗi của bản thân và cũng làm tăng thêm phần nào cái sự huyền bí và quyến rũ. Dán hai con mắt lại hả? Tinh xỉu không có không? Kỳ quá, sao vậy? Giờ bây giờ thì bà đặt dẻ eyeliner lên nhìn cho nó có dễ chuyên nghiệp. Chiếc lông mi màu đen đã ăn gian được một khúc rồi, còn phần đuôi còn lại phải tự lực cánh sinh thôi. Mom.
nó lên luôn rồi. Chưa hết nha, ráng quẹt thêm cái hàng mascara dưới nữa, nhìn cho nó đầy đủ như một cái tutorial. Vậy là xong rồi đó nha, video chỉ mang giá trị giải trí chứ không có ý nghĩa giáo dục các chị em phụ nữ, người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cùng ngắm nhìn thành quả nào.